Xin chào quý vị các bạn, mình chuyên sửa chữa lắp đặt đầu đĩa ô tô. Nay mình sẽ đang sửa cái con đầu của con Avante. Nó đang bị lỗi cảm ứng, nó chập chờn nút được đúng không? Hiện tượng cảm ứng nó chập chờn nút được đúng không thì chắc chắn là chết màn hình cảm ứng. Không sai được đúng không? Nó không cảm ứng được thì có thể chết mạch, nhưng mà nó đã chập chờn nút được đúng không ấy thì là chết cảm ứng. Đa 99% chết cảm ứng. Con này là dùng cái cậy thẳng lên. Anh nhớ em cho cái gì mà em giật. Giật cũng được. Thôi cái này thì tốt hơn, cái này tốt hơn, nó không bị ấy. Không bị giật thì nó hay bị lỏng lẻo hơn. Nói gì? Giật tốt hơn nhiều. Sau ấn vào thấy anh thấy nó cứ lột sạch thôi chứ nó không. Nó không có ảnh hưởng. Cái này là dễ thì dùng giật. Dùng cậy thôi, cậy nó không đốt hết mặt lô đi. Cậy nó xong rồi, giật quen, giật. Cái tháo rất cực kỳ đơn giản, nhưng mà có đầu CD thì nó không đơn giản như thế. Đầu CD thì phải tháo ốc, đầu CD là nó tháo được cái phần mặt dưỡng ra và tháo ốc, và tháo ốc của đầu riêng. Ok, tháo rất đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu các bạn bị hỏng cái này, tháo cái đầu như mình hướng dẫn các bạn tháo ra nhé.